hai con ca các muội muội mừng sinh nhật cùng Thanh Đoàn Hà Chí Quang. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thanh Đoàn vừa đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của anh, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Năm nay, Thanh Đoàn đón tuổi mới cùng người bạn đời Hà Chí Quang và hai con song sinh ca ca, muội muội tại Đà Lạt. Đón sinh nhật cùng ba Thanh Đoàn, ca ca và muội muội được diện những bộ cánh đáng yêu như một cặp công chúa và hoàng tử. Hai nhóc tì tỏ ra vô cùng hào hứng trong buổi tiệc sang trọng ấy. Đặc biệt, trong bữa tiệc sinh nhật đón tuổi mới của Thanh Đoàn còn có sự xuất hiện của ba mẹ của Hà Chí Quang. Ông bà nội của Kaka, muội muội được dân tình hết lời khen ngợi về sự trẻ đẹp, phong độ. Bên cạnh đó, nhiều người thêm phần ngưỡng mộ Thanh Đoàn khi ba mẹ chồng đích thân lên Đà Lạt để đón sinh nhật cùng anh. Được biết, bữa tiệc này được gia đình nhỏ tổ chức riêng tư, chỉ mời người thân và số ít bạn bè thân thiết. Dù vậy, không gian bữa tiệc vẫn được tổ chức cực sang chảnh và đầm ấm. Kaka và muội muội cũng được khán giả gọi là những nhóc tì ngậm thìa vàng từ nhỏ. Thanh Đoàn từng tiết lộ đã chuẩn bị tiền tiết kiệm cho hai bé đến năm 18 tuổi, tính trước chuyện học trường gì. May mắn là chúng tôi không bị áp lực cơm áo gạo tiền vì đã chuẩn bị sẵn kinh tế cho các bé đến năm 18 tuổi. Cuộc sống gia đình của chúng tôi rất thoải mái. Tôi muốn được tự tay chăm sóc con, cho các con ăn, ngủ, chơi với con để gắn kết tình cảm. Nếu có con rồi chỉ cần bỏ tiền ra thuê người giúp việc chăm thì chúng tôi không muốn. Không giấu được sự xúc động khi nhận được nhiều tình yêu thương của cả nhà dịp đón tuổi mới, Thanh Đoàn chia sẻ, cảm ơn người bạn đời, Hà Chí Quang tổ chức buổi sinh nhật thật ấm áp và hạnh phúc. Cảm ơn những người thân yêu bên cạnh. Mãi yêu.